Không chỉ riêng những người tu hành, ngày càng có nhiều người chọn ăn chay để sống khỏe, ngăn ngừa được nhiều bệnh tật như các bệnh mãn tính như tim mạch, ung thư, tiểu đường và còn giúp cho tâm thanh tịnh, an vui. Và các chuyên gia cũng đã chỉ ra rằng ăn chay giúp cân bằng trọng lượng cơ thể, giúp phòng ngừa các nguy cơ béo phì và có được vóc dáng đẹp là ao ước của rất nhiều chị em phụ nữ. Tuy nhiên, hiện nay thì lại có rất nhiều người vô tình trở thành nạn nhân của việc ăn chay. Thực hư ra sao? Mời quý vị cùng tìm hiểu qua ghi nhận sau. Bệnh nhân này mắc huyết áp 20 năm nay, phải dùng thuốc thường xuyên. Nghe theo một số người tư vấn, bà chuyển từ chế độ ăn chay trường, đủ chất sang ăn cơm gạo lứt và muối mè suốt 40 ngày để chữa bệnh. Và rồi hậu quả đã xảy ra, nửa tháng trước bệnh nhân được đưa tới Bệnh viện Đa khoa Đức Giang trong tình trạng rối loạn điện giải kali, magie, rối loạn nhịp tim nặng. Nhờ cấp cứu kịp thời, bà đã may mắn thoát khỏi cửa tử. Vì cô ăn gạo lứt với muối mè, nên đi cũng chỉ xem trên khi một số người bao cô, người ta thì cô cũng ăn theo. Thế thì mọi người ăn thì mình cũng ăn thì thấy huyết áp nó giảm này, rồi là đi tiểu đêm cũng hơi có. Thế là bảo cố gắng ăn có đủ thì xong rồi nghỉ, thì là mình ăn ra thôi. Thế chứ ăn đủ ngày thì nó bị như thế. Tình trạng rối loạn nhịp tim này là do rối loạn điện giải, cụ thể là do hạ kali và magie. Đó, ngay lập tức bệnh nhân được đặt ống nội khí quản, đấy, đặt đường truyền, bù những cái chất thiếu như kali và magie ngay lập tức. Nhưng trong quá trình bù những chất điện giải như đấy thì bệnh nhân xuất hiện lần lượt là 6 lần ngừng tuần hoàn. Đó, nhưng lần nào bệnh nhân cũng được cấp cứu thành công. Bản chất của ăn chay thực dưỡng chỉ là chuyển đổi từ việc ăn thức ăn có nguồn gốc động vật sang thực vật. Vì vậy, dinh dưỡng trong bữa ăn cũng cần đầy đủ chất. Việc bệnh nhân không bổ sung vitamin từ rau xanh, đạm đã gây ra tình trạng rối loạn điện giải, khiến sức khỏe nguy kịch, thậm chí suýt mất mạng. Đáng nói đây không phải là trường hợp hiếm gặp. Thực tế, nhiều người ăn chay không đúng cách để lại hàng loạt hậu quả. Nhẹ có thể gây chứng tê bì chân tay, phù do thiếu B1, về lâu dài gây suy dinh dưỡng và nặng nhất là rối loạn nhịp tim, rối loạn điện giải.